nào. Nhấc lên, nhấc lên. Đấy, đấy. Ôi rồi. Ok rồi. Sang bên kia. Nào, mình nhấc qua. Nhấc tay. Không. Không luôn. Sao đâu. Hay một tí. Dứt cái đấy sao được. Mày nói cho mày không một tí mà nặng lắm. Chào quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Như video trước thì các bạn cũng đã biết là bà con tổng lực một ngày, một buổi sáng để chuyển sắt dầm cũng như là sắt mặt cầu thì còn khoảng 10 tấm nữa. Chiều nay thì bà con bắt đầu ra bên ngoài kia để chuyển nốt vào, cũng khoảng 10 cái bao tải nữa và một cái máy phát nữa các bạn ạ. Chiều nay thì anh em sẽ tiến hành cái công đoạn mà phải chờ đợi đến một tháng nay rồi, là một cái công đoạn quan trọng nhất, và nó cũng là một công đoạn mà tất cả các bạn cùng theo dõi video cũng mong đợi nhất đây. Hôm nay thì 3-4 anh em mình sẽ ở đây lắp ráp cầu, còn bà con thì sẽ ra chuyển nốt cho số sắt ngoài kia còn lại. Đây, giờ anh em sẽ tiến hành lắp ráp hai cái dầm thẳng trước, lắp xong thì sẽ huy động bà con lao dầm luôn. Còn phương thức lao dầm thế nào thì mời quý vị và bạn cùng theo dõi. Bên kia là mấy anh em cho xe vượt qua chỗ suối các bạn. Chỗ kia khá là dốc đấy, hôm qua anh em vừa làm cái xếp cái dọn đá vào chỗ đấy xong để ra ngoài kia chở tấm mặt cầu. Ôi! Đầy đê, đầy đê. Ok, sáng nay con chuyển thì cũng khá là ngổn ngang, nên giờ anh em phải sắp xếp nó về đúng cái dầm của nó đã. Ý ơi, thế này sang đây nào. Cái này cái phải đúng không? Nhớ sang đầu kia. Hai người nhấc đặt lên hẳn cái này đi. Cái phải trước đi. Tiến lên đây tí nữa. Rồi. Cái này ở đây luôn đấy. Khách nào phát? Của cái này đúng không? Của cái này. Nghe em sắp mình đi được. Có được giữa này. Đi giữa này được. Tộc ơi, cứ nó vào, tộc ơi, cứ vào. Vừa vào đi xe mình cũng tắt này con chui đi. Cái miếng này lùi lại, cái kia không được. Ngồi, ông thỏi ra kia khó chơi không? Chúng ta bắt đáy cầu kiều. Được, ơi nhấc vào luôn thôi em ơi. Không cần kê đâu, nhấc vào mình đút vào luôn thôi. Bỏ nước này xuống đi, đầu này cái gỗ này cao quá. Thôi xỏ ốc đi. Từ A cho lòng đen vào đây. Mỗi một cái EQ này cho bu lông này cho một cái lóc đen dày rồi. Xỏ ngang hết đi. Ở phía bên kia xỏ sang bên này. Rồi để lấy ốc này đã. Chưa kéo được đâu. Bây giờ chưa kéo luôn được đâu. Lắp hai cái mới kéo cơ mà. Còn lâu. Hãy
cái này là bắt sau không? À bên kia xuống tí. Bước vào. Rồi, ok. Lắp luôn. Chưa em ơi. Còn nâng lên đã. Ra bị gục đầu này. Không cần nâng đâu, như này là được đấy. Ừ, bắt luôn con đấy đi. Siết đi, cứ siết chặt đi. Ok, đã xong một dầm để lật lên để mình siết lại con bên dưới đi. Lật sang bên này. Nào, ngửa lên nhá. Không cho con nào cũng được mà. Mà ốc nó không phải đâu. Lên đầu ốc này, lấy cà lê. Không phải dưới này, lên này. Cà lê kia kìa. Nào. Nào tập trung vào nhá. Cho ra hẳn đây đi. Ngồi cho nó úp xương bên này. Cho nó đỡ ghê. Đấy. Cái đấy sang bên này nhá. Ừ, ok. Ừ. Nhấc lên. Đừng dê. Xin một con to này nhá. Không xin con to đâu. Phía bên này thì anh em đã bắn xong rồi, nhưng mà sau khi bắn xong thì phải siết lại tay nhé. Siết lại tay cái này nó trợ lực chắc hơn. Tao lừa. Sẽ siết căng hết cỡ luôn. Giờ anh em sẽ bắt đầu lao dầm thôi. Mà con đến đông đủ rồi. Chuyển được từ tấm mặt sàn từ kia xuống rồi. Đây, cho 8 anh em đứng bên trên kia để lấy hai đầu dây này mình kéo. Sẽ lao từ kia xuống và mọi người kéo trên kia. Không cần ai phải ở dưới suối này đâu. Không phải xuống đâu. Tới ra lấy hai đầu dây sang bên này. Vào hết đi. Vào đây. Tập trung vào đây. Khênh. Tập vào đây. Nhấc cao lên nhá. Bên kia đừng kéo vội nhá. Nào. Nhấc lên. Nhấc cao lên. Phải lên. Bên kia kéo đi. Xuống dưới suối để dịch nó sang bên này á. Nào. Kia lật kia. Rồi lật lên ạ. Tập trung người xuống đấy đi. Nào bây giờ anh em mình nhấc sang bên này đã. Nào nhấc lên.
đừng đừng lật đi làm gì, nhấc sang thôi nào, không lật tôi nhá. Này này này, ngửa đâu cháu ơi. Cô ra mà anh đâu? Cái dây của nó đây này. Dây của nó kéo lên đây này. Rồi 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 rồi. Đấy, đấy. Ô rồi. Ok rồi. Sang bên kia. Nào mình nhấc quá. Nhấc lên nhá. Đừng kéo căng quá nhá. Từ từ. Nào, đừng kéo đi quá, mạnh quá nhá. Từ từ. Nắng xấu nhỉ? Từ từ. Bây giờ có đầu dây bên kia không? Anh ra đây lấy một đầu dây sang bên này để buộc cái này kéo lại. Từ từ. Để cho nó nhớ lên. Được. Nếu mà có cái set thì bò lên đấy. Đấy, rồi. Đấy. Từ từ nhá. Kéo nhẹ nhẹ thôi nhá. Kéo nhẹ nhẹ thôi. Tay ở đây cẩn thận sập đấy anh. Kéo ở trên này thôi. Nó sập cái này xuống đấy. Lên đi. Cung gắn đi, cung gắn đi như nhộn tao à. Bám vào đây. Để cho anh bám rồi. Tất cả mình bám vào đây. Lên đi, khỏe lên. Rồi. Đều nhau nhá. Bên sang bên này đợi. Hạ xuống đi. Bây giờ đẩy sang nhá. Tập trung nhá. Tập trung vào. Nào bên mình. Được. Rồi, ok. Kia đẩy kịch sang đi. Rồi, một cái. Nó nằm xuống được, để nó nằm xuống được. Không nhất thiết phải đứng đâu. Tập trung mấy người vào. Đội dưới kia vào tập trung lên nhau đầu lên đây. Nhấc lên. Nào. Nhấc lên. Nào 2 3 đã. Đừng để dưới tay. Nào. Đừng cho tay ở dưới. Cái chung luôn nó. Nhấc lên. 2 3 đó. Lên nào đặt hẳn lên trên cái này nhá. Đây. Lại lật phát nữa. Rồi. Đây là trên này chị. Kéo
đầu này phải có dây kéo để cơ nhỉ. Nhớ tay không sao đâu, hẹn một tí rút cái đấy sao được. Mày nói cho mày không một tí mà nặng lắm rồi nhỉ. Kéo đâu anh út lấy hai con ốc ngắn luôn, mình cho vào phát mình bắt luôn. Kéo lại nhá, đừng cho nó tụt đi nhá. Nâng lên, nâng lên. Nào cho kịch bên kia ngực mà, đừng cầm ở đây nhá. Nào ai bạn. Từ bây giờ mình nhấc cái này lên. Nào cho vào, cho vào. Kéo vào. Kéo vào đi. Nào. Cứ được, cứ được. Bên này. Tay bắn luôn vào cái này. Bảy sang bên kia. Bảy sang bên này. Bảy sang bên này đi. Đây, đây. Đây, đây. Đây, đây. Thoải mái đi. Ê. Kéo lên, kéo lên. IAP nào. Kéo lên. Kéo đi. Đấy. Rồi. Bây giờ đẩy ra đi. Anh ơi đây. Ốc đâu rồi? Lấy cái ốc bắn vào. Đây, cái nhỏ thôi. Bên đấy phải sang tí nữa. Sang nữa. Nhưng mà bên đấy ít rồi. Thế là trả bên này lại. Đẩy lại một tí đi. Thôi, thế thôi, được rồi. Bây giờ cho nó vặn tí không chỉnh xong. Cho cái đàn vào không vào thì mới chỉnh. Ok, cho bà con giải lao thì đã các bạn. Anh em lao được hai cái dầm này mệt hết hơi rồi. Bây giờ còn lại công việc chính của các anh em thợ thôi. Còn bà con thì có thể đi nhặt đá các thứ hay là đào đất bên kia cũng được. Ra thoải mái mà, 2 tấn người ta cho lên còn không sao. Có một máy xiết đâu nhỉ? Một máy xiết ở kia. Tí bảo Nhị lấy cho. Đấy đúng đầu luôn rồi đấy. Cái này là ốp từ bên đang ngồi ốp sang. Đúng rồi. Cho chéo chéo ra đang mới vào được. Đi ơi. Về đây anh em mình tìm cái rằng. Nhớ tất cả anh em nhớ cho lông đen vào nhá. Đấy. Cứ mỗi một con ốc một lông đen nhá. Tí để bắt cái rằng chéo ở đây luôn. Thế thì phải lấy dây, lấy dây buộc kéo. Nó đang bị phình cái bên cạnh này ra thì anh em lúc trong lúc vận chuyển lúc phanh đây. Bây giờ sẽ phải xoắn cái này vào để nó ép vào và siết ốc. Vì lúc trước ở nhà là mình làm zin hai đầu mà. Cứ vừa ốc là nó vào. Cái này hơi dài đấy. Con dao nhờ. Không, dài mới khỏe, quay được. Nó xa xa tí quay được mà. Cẩn thận nha, dê bán để bảo nhau nha. Không, mình nhảy xuống đấy. Đấy, hai người siết, hai người vặn cái đấy xong rồi vào là siết ốc luôn thôi. Xỏ ốc luôn. Tìm đúng cặp nó nha Nhí ơi. Đủ cặp chưa? Đủ. 2, 3, 4. Ok. Cắt ra sau con của Yên. Đây đây, để vào đây được mà.
Đấy, dám lên thoải mái đi. Từ từ đã nha. Bên này chưa xuống đâu. Có búa ở đây không nhỉ? Búa đấy. Chưa vào ấy. Rồi, ok rồi. Nó zin từng tăng đông cm cơ mà. Đi mỏ như là. Nhi ơi. Ai đây? Vừa không? Cảnh thắng kia đi là nó người ra đường thì đứng tiếp đây ấy. Nó cũng thanh ngang, ăn bằng. Cẩn thận nhá. Chỉ cứ thế này anh đi thôi á. Đúng rồi. Thế này đỡ phải đi xe máy, khiêng xe máy qua. Nó không lắp được cái đường, tao không lắp mày. Cho ốp từ bên kia sang nhá. Rồi. Thêm ốc này. Đi ra đây. Cho ốc vào túi. Anh là trai được. À không anh. Tôi chỉ là cái bùa. Như kiếm hết thanh ngắn về đây nhá. Có dùng cái sạc cài con nôm. Cũng được khá khá rồi. Cái này là cái dầm ngang thứ tư. Còn đánh dấu số 4 đây. Qua đầu nhá. Sang kia, sang kia. Có cái cừu chưa? Đây phía bên này thì bà con tiếp tục đục đá và mở rộng đường. À, phía bên kia thì chị em phụ nữ đang lấy cấp phối đổ vào cái đầu đường dẫn bên kia để cho nó đầy, nó bằng với cái mặt cầu chạy ra cái phía cái máy máy khoa máy nén khí kìa. Hai bên này thì, lúc này thì những cái phần sắt này thì anh em thợ cùng với A Quỳnh chỉ đạo làm thôi. Phần này mà không dám, anh em không dám cho bà con làm. Bởi vì chưa va chạm bao giờ, làm những phần này nó phải hết sức cẩn thận chứ không làm ẩu được và không lơ là được, bởi vì nó liên quan đến nhiều thứ tính mạng, nên là anh em nhắc nhở anh em phải hết sức cẩn thận. Không, nó ở dưới thấp thì không sao, nhưng mà đây là trên cao. Khoảng cách từ dưới suối lên đến cầu hiện tại giờ nó khoảng 5 mét, là dưới toàn đá nữa. Anh em lắp ráp phải là những anh em thợ, bà con không thể tham gia được. Đánh cái này sang kích kích cái này ra.
rút ra từ nước quá. Ê. Đi được không? Đi đi. Đi sang đây trước đi. Đây sung để cho mấy bao đây nó ở cái là không phải để lại đang ở đâu phải ba đây các bạn, hôm nay anh em lắp được sơ bộ rồi thôi. Còn toàn bộ ốc thì từ đầu tiên hôm anh em gia công ở nhà cũng có bác bảo là cho mỡ bò với dầu vào nhé. Đây mỡ bò em có mang lên rồi. Sau khi lắp xong hoàn chỉnh đã xong rồi mới bôi sau xong mới lắp mặt. Chứ bây giờ mình chưa bôi vội, bây giờ để xong cân chỉnh hoàn toàn chuẩn đã xong rồi mình mới bôi sau. Xong rồi các bác lại không bảo không có bôi cái này. Đấy, vậy là hôm nay anh em làm đến đây thôi. Bà con thì cũng khá muộn rồi, cũng về hết rồi, hơn 6 giờ rồi. Lắp tối thì cũng không an toàn cho lắm. Với lại công việc còn cả ngày mai nữa cơ. Mai anh em sẽ lắp đặt đầy đủ phụ kiện và lắp mặt luôn. Còn giờ anh em nghỉ ngơi và cùng mấy anh em giao lưu một chút bữa tối đã. Quay trở ra phía bên này, anh em có nhờ anh Sùng đi mua một con gà, một con vịt, nhưng mà mua được có mỗi một con vịt thôi. Không biết tí có tìm được con gà không. Gà đâu nhỉ? Con vịt này bé quá nhỉ? Cái này không được một cân đâu quá à? 2 cân 1 đấy. Hả? 2 cân 1 á? Ờ được đấy. Đây, hôm nay thời tiết ở trên này cũng khá là lạnh, như kiểu vào mùa đông rồi.
anh em vào nghỉ ngơi xong rồi ngồi cạnh bếp lửa thôi. Đây có phân công anh nấu cơm chứ rồi. Cơm này là gạo nương này. Nhìn rất là ngon. Chín cơm rồi đấy. Còn đợi cái này nồi nước này sôi để mổ con vịt kia. Tao nào nhá. Tao đi lấy củi về muộn thế. Cái cầu này là thường xuyên các cháu nhỏ đi học rồi này, còn các bà nữa cơ, bà hàng ngày còn đi lấy củi các thứ nữa, rất là quan trọng với gia đình và bà con trên bản. Anh Sùng sợ ma à? Em đang ở đây thì anh Sùng hôm nay cũng đi xuống từ sáng là chuyển lập cầu vào xe và lên đây. Anh có chuyện để mua đồ đạc nhà anh bán quán tạp hóa mà. Thì bây giờ cũng khá tối rồi, vợ thì về sau và vợ định về trước rồi, anh là từ từ đã thì vợ chồng về cùng nhau. Thứ nhất là đồ đạc khá là nhiều này, đây này, khá lâu rồi, có thời gian cùng mấy anh em ở trên bảng hôm nay giao lưu một chút cùng anh em tại lán luôn. Thế này đi. Cho anh Sùng ở lại đây nhá. Làm cái nữa chứ. Tưởng về tranh thủ rồi. Thế mới khổ. Ngày xưa đi lính mấy năm trời sao? Cái thì là bên lại nha. Đây các bạn, đứng ở đây nhìn ra phía cầu thì anh em có lắp cái đèn năng lượng đấy. Hôm trước cũng có quay một lần rồi. Hôm nay thì không cần bật nhé. Cứ vào lúc trời chập chập tối đi thôi là nó sáng tinh luôn. Nào xong thì sẽ lắp thêm một cái ở lá này vào đầu cầu bên kia. Các bác yên tâm, không lo bị mất nhé. Anh em có tính toán và chuẩn bị phương án là ở đây không có đồ đạc, máy móc thì không thể tháo nó ra được. Nhìn ra phía bên này thì hôm nay chỉ toàn mấy anh em đàn ông con trai thôi, không có phụ nữ hỗ trợ nhưng mà cũng vẫn được. Hôm sau ăn cơm muộn tí không sao. Đây các bạn, giờ cũng khá là muộn rồi, gần 8 giờ rồi, cái nồi vịt gà anh em mới sôi. Vẫn là đầu bếp A Sùng đạo diễn nhé. Đây, phải sang phía bên này thôi. Đây, phải nói là một khung cảnh mà anh em đi thư giãn nghỉ ngơi ở núi rừng đây các bạn. Buổi tối có một chút gió lạnh hiu hiu và mùi của núi rừng nó khác hẳn với không khí ở dưới thị xã của anh em nhé. Buổi tối nó hơi se se lạnh và thơm những ngọn cỏ và những nhành hoa dại ở ven đường đấy, đặc biệt là có cả gà bản với lại vịt ngan bản nữa cơ, do anh trưởng bản đạo diễn đấy cơ, ngon. Đạo diễn trưởng bản luôn. Hôm nay ngọt quá lại vịt ngan lại ít. Ngan vịt đầy lắm. Đi con to. Cái cổng làm đôi chúng ta sẽ đi. Con à. Làm đôi cái cổng ra luôn. Để thế tí em gắp cổng luôn đấy. Làm nhất chân đi. Đội kia, báo đội các anh nghỉ đi. Anh em ơi. Anh em ơi, cho ăn cơm đi. Giải môn đây. Này, phía gà là món phụ, là món chính. Còn phía rau đây, rau trộn với mì tôm là món phụ nhé. Ở đây ăn gì cũng ngon. Còn một món quan trọng không thể thiếu trong buổi lễ giao lưu của anh em với anh em bạn. Đây các bạn có nhận ra đây đây là một tí rượu, một tí rượu một lít rượu túi đóng
treo vào cái lá. Tí nữa chọc một lỗ ngồi với anh em này đứng lấy một tí uống rồi. Thôi được rồi, mất răng. Ok các bạn. Cuối cùng anh em cũng được ngồi đóng bơm một. Đó là một ngày khá là vất vả cho toàn thể các anh em và bà con trên bản. Thôi bây giờ cũng có một chút bia nữa. Mời anh em và xin cảm ơn các anh nhá. Con chú có mẹ cho mình từ sáng rồi. Con mời các bác nhá. Con mời cơm đấy. Có anh yêu ạ? Có đâu. Và có lẽ video từ đây sẽ được kết thúc. Chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Rồi bận ăn quá. Chào và hẹn gặp lại.